Em ơi, cho một ly cà phê nguyên chất nhé. Cô ơi, cho con hai ly cà phê nguyên chất nha. Bố ơi, nhà mình còn ca coffee không ạ? Có đây con. Ca coffee, cà phê nguyên chất 100%, sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh. Xin chào quý vị khán giả đang đến với cà phê cuối tuần cùng với anh Khang và Phụng Yến. Anh Khang này, em phát hiện ra là có những cái vật dụng á, nó có những cái công năng nho nhỏ, có những cái điểm ở trên đó mà mình không có để ý, nhiều khi mình cứ tưởng là để trang trí thôi, bộ phạt thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh Khang cũng như là quý vị khán giả thấy là nó có rất là nhiều những điều đặc biệt mà mình có thể là tận dụng nhiều đó. Chi tiết cục bông trên chiếc mũ len. Cục bông xinh xắn thường được đính kèm ở phần chóp của những chiếc mũ len, không chỉ mang tính chất trang trí. Trước đây chúng được thiết kế để hỗ trợ những người lính thủy của Pháp, vì trần của các khoang tàu thường thấp, trong khi đa số đàn ông Pháp khá cao nên họ rất hay bị đụng đầu vào trần. Nhờ cục bông trên mũ, va chạm này sẽ được giảm bớt và người lính sẽ đỡ bị đau hơn. Chi tiết miếng da nhỏ bên ngoài ba lô. Trên rất nhiều chiếc ba lô thường có miếng da nhỏ được khoét hai lỗ hẹp song song. Chúng là latch tab hay còn được gọi là vải mỏm heo bởi có hình dáng tương đồng. Miếng da này không phải để trang trí mà cũng chẳng phải là logo của một thương hiệu nào đó. Công dụng của chúng là để treo, buộc một số vật dụng nhỏ khi bạn đi du lịch, chẳng hạn như nón, mắt kiến hay giày, giúp bạn rảnh tay hơn rất nhiều. Phần nhọn trên nắp tiếp kem đánh răng. Bạn không cần phải dùng tay hay dao kéo, chính phần nhọn sau nắp tiếp kem sẽ giúp bạn mở tiếp kem đánh răng của mình thật dễ dàng. Khi bạn làm giáo dục, bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy rất là sướng à. Và khi mà mình làm cái mình sướng, mình đam mê đó, thì tự nhiên mỗi ngày đi làm đều rất là khỏe. Để làm chủ thì thật sự là cực kỳ khó khăn. Bởi vì là cái người chủ đấy nó không những chỉ là cái người đứng đầu của một con tàu nhỏ. Cái bước khó nhất là làm sao để thấm nhuần tất cả các bạn hiểu rằng đó, mình đến đây để làm giáo dục và kinh doanh đi sau đó. Em luôn hướng các bạn như vậy mà là bọn em đừng bao giờ nghĩ làm ăn đời ở kiếp với chị. Không, chị không nhận. Chị sẽ chỉ cho bọn em khoảng vài năm để bọn em đi xa hơn. Bởi vì họ càng làm ở những nơi tốt hơn thì mức lương họ rõ ràng là tốt hơn. Tương tự câu chuyện như vậy thôi. Gặp bế tắc chắc là mỗi tuần đều gặp. Từ lúc đi làm thuê cho đến đi làm chủ, tuần nào cũng gặp những cái khó khăn, những cái mà mình nghĩ mình sẽ làm không được. Và lúc đó chính là lúc mà anh nghĩ về những cái chỗ hạnh phúc khác. Cho như khi anh mở trường của anh, có những lúc gặp khó khăn về tài chính, thì anh nghĩ về cái việc là mình đang tạo giá trị cho gần 1.000 sinh viên. Thì tự nhiên lúc đó ok, đồng ý là có cái bế tắc, nhưng mình lại cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng ở cái chỗ khác. Và đó chính là cái để anh tìm cái động lực, để mình tìm cái động lực để mình đi tiếp. Xã hội bây giờ người ta chỉ nhìn phiến diện, một số rất ít nhìn trực diện và dám nhìn sâu vấn đề. Khi mà họ không vị tha, và những lúc mình bị stress bởi cái chuyện là họ đánh giá quá nhiều về mình, trong khi họ cũng chưa phải là người tốt, trong khi họ cũng chưa làm được những điều như mình, là đã đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Ngoài gia đình mình thì là nhân viên của mình, ít nhất mình đang là người tạo công ăn việc làm cho một số cơ số người. Ngay cả việc mình có đi làm quảng cáo cho người khác và họ nghĩ rằng là Trang chỉ đi quảng cáo kiếm tiền thôi, nhưng họ không hiểu rằng là tôi phải tìm hiểu rất kỹ mới đi làm quảng cáo. Và tôi quảng cáo đấy là gì? Để cho cái công ty đó chạy được và bán được nhiều hàng hơn, thì tất cả nhân viên của họ sẽ hạnh phúc hơn. Cũng giống như quán tôi càng đông khách thì tôi càng hạnh phúc, vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Đối với Trang Trần thì cái tên gọi của chủ đề người đi làm hạnh phúc ấy, nó gợi cho mình một cái cảm giác mình muốn chia sẻ nhiều hơn với quý vị khán giả đang xem đài. Bởi vì là đó cũng là những cái tâm sự hàng ngày mình cũng đã hay trao đổi với nhân viên cũng như bạn bè của mình ở trên những cái trang cá nhân của mình. Cái khó nó lo cái khôn thôi, mình phải làm thôi. Và mình làm cái gì đây? Thì lúc đó thì mình quyết định là làm bún đậu. Bởi vì thứ nhất đó là món đầu tư ít tiền, lợi nhuận thì cũng xem các món khác. Hàng tồn thì không chết trước. Nếu như hàng tồn mà ví dụ thịt bò là mình sẽ rất là dễ bị lỗ. Nhưng hàng tồn của mình chỉ có bún và đậu và rau, thì dĩ nhiên một cái người mà lúc ấy thu nhập của mình không quá cao và tiền dự trữ của mình không có nhiều, thì mình chọn phương án là chọn một cái món ăn, thứ nhất là người ta sẽ không béo, thứ hai là vốn ít,
Và thứ ba là đầu tư cơ sở vật chất đơn giản. Vì khả năng của mình chỉ có đến vậy, thì lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ một tuần chỉ còn 3 show, lúc trước một tuần 5 show, giảm mất 2 show rồi thì lấy đâu tiền để trả tiền nhà, đơn giản vậy thôi. Nhưng không ngờ khi con đường kinh doanh của mình gặp quá nhiều may mắn, cộng với việc là khi mình càng làm thì mình càng nhận ra rằng là ẩm thực lại là cái mình cũng cực kỳ thích thú, nhưng nó không phải là số 1. Mình mê ăn nhưng không mê đi phục vụ nhiều bởi vì tính mình nóng. Nhưng mà rõ ràng nó đem lại cho mình một cái khoản tiền lớn hơn số tiền mình đi làm người mẫu. Thì không lý do gì mình lại không chọn cái con đường là kiếm tiền nhiều hơn trước, rồi sau này tham gia những cái công việc mà theo đuổi đam mê. Mình quan trọng tiền trước. Nhưng mà sau khi mà chị đã kiếm tiền như vậy rồi thì chị có đã sướng và đã với cái việc làm chủ đó của mình chưa? Dĩ nhiên mà không có thành công nào là đơn giản. Trong kinh doanh thì ví dụ như anh làm kinh doanh về giáo dục, cái đội ngũ nhân viên của anh rõ ràng họ phải có trình độ cao hơn một chút, họ mới có thể theo anh con đường đó. Nhưng với cái kinh doanh mặt hàng của mình là kinh doanh nhà hàng ăn uống, mà lại là kinh doanh cái nhà hàng phục vụ khách hàng bình dân, thì rõ ràng cái nhân lực của mình nó không nằm ở việc họ không thể là một anh đi học cao học đại học mà lại chui vào quán bún đậu để làm chạy bàn được. Rõ ràng là cái gọi là trình độ học vấn của họ sẽ thấp hơn so với ngành nghề của anh. Tuy nhiên em không đánh giá thấp về cái nơi xuất phát điểm của họ, mà em sẽ coi trọng việc là mình dáng làm sao để huấn luyện họ chỉ là những người bình thường về tay chân, nhưng mà sẽ có được sự logic về tư duy. Thì đó là một quá trình cực kỳ mệt mỏi để biến được đội ngũ nhân viên các bạn thì có thể hòa hợp được với nhau, mà đặc biệt là quản lý nhân sự về cái sự giận hờn rồi là nói xấu đâm chọt nhau để mà bung vào những thời điểm mình bị xì chết vì mình bị thiếu nhân viên. Và lúc đó người chủ như mình ấy rất là mệt mỏi. Kinh doanh thì mình rạch ròi, nhưng mà khi mà đã kinh doanh giáo dục thì cái việc giữa lợi nhuận vật chất và cái lợi nhuận tinh thần nó sẽ đôi lúc nó bị mâu thuẫn với nhau. Khi mình làm giáo dục thật tốt thì lợi nhuận tiền bạc tài chính này nó đến theo. Và để làm được cái chuyện mà làm giáo dục thật tốt thì đội ngũ của mình phải thật sự thấm nhuần, thứ nhất là các triết lý về giáo dục. Thứ hai nữa đó, các bạn nó cũng phải có cái đam mê. Các bạn nó phải thật sự thấy là khi mà bước ra ngoài kia, thấy một đứa trẻ Việt Nam không được dạy về những kỹ năng chống xâm phạm tình dục thì họ cảm thấy đau về cái đó, thì họ mới bắt đầu họ có cái động lực để họ đi theo, họ làm cái đó. Thì chẳng hạn như là và trong cái công ty anh á, để mà đảm bảo cái sự hài hòa đó thì của anh luôn luôn duy trì là các hoạt động kinh doanh và các hoạt động xã hội. Ngày 25 tháng 3 vừa rồi của anh vừa mới tổ chức một cái chương trình là dạy kỹ năng chống xâm hại tình dục mà cho các bé câm điếc của thành phố Hồ Chí Minh, và chương trình hoàn toàn miễn phí cho các bé hết. Nhưng mà đó là những hoạt động anh cố gắng anh duy trì để làm gì, để mình đảm bảo được cái triết lý và cái đam mê giáo dục của mình nó không bị thay đổi. Và anh tin rằng là nếu mà mọi người đi theo cái hướng đó thì tự động tiền bạc rồi tài chính này nó đến theo rất là dễ. Nói như theo cả anh Hiếu lẫn chị Trang nãy giờ thì thấy tinh thần của hai anh chị đúng nghĩa rằng là làm chủ nó cũng phát xuất từ cái việc mà mình làm mà mình thấy sướng với thấy đã với cái việc đó mình làm, và cái lợi nhuận nó sẽ đến sau, nhưng mà cái đam mê của mình nó phải đi trước. Bởi vì có rất nhiều người ấy rất ngạc nhiên, nhất là những người nào mà chơi thân với chị là sẽ rất ngạc nhiên là vì dạo này sao Trang tính toán nhanh thế. Bởi vì không ai làm thay mình cả, mình không thể đưa tiền của mình cho ai cả. Nhất là mình lại không có kỹ năng kế toán, nên tốt nhất là ta, lúc trước chị không có kỹ năng kế toán, nhưng chị đã phải tự học cho mình. Đấy là việc trong cái công việc mình sẽ tự tìm ra con đường đi cho mình. Em đã tự đi học. Em không biết Word Excel thì em đã biết cách là tìm một người có cái chức năng đó làm hộ em. Em ghi tay, nó rất là mệt mỏi, nhưng bây giờ em đã có phần mềm. Em đã biết học những cái người giỏi hơn em, đi trước em. Em mua một cái phần mềm, em về em quản lý trên đó. Thì có phải là khi em bắt đầu làm chủ, em mới nhận ra rằng là em có nhiều khả năng hơn những điều ngày xưa. Vì ngày xưa em không nghĩ là em có khả năng trở thành một người kiểm soát tài chính tốt. Em không thể nào mà nhìn ví dụ như anh Nhân 20 triệu với 30 triệu cộng 35 triệu cộng 64 triệu là anh, em không thể làm được trong vòng một nốt nhạc. Vì ngày xưa đi học em học toán chỉ có 5 phẩy. Đấy là gọi là cô giáo rất cân nhắc, vớt lắm mới được 5 phẩy. Vì mình không nghĩ là mình rất thích, mình chỉ yêu thích môn văn học, môn mấy cái môn về văn học lịch sử địa. Nhưng mà những cái môn về cái môn kia là không bao giờ học, bởi vì nghĩ là khô khan, mình không học được. Nhưng thực ra không phải. Đó là khi mà tớ học, tớ thi trượt đại học 1 năm, tớ ở nhà ôn luyện 1 năm. Và năm sau tớ cũng không đi thi đại học những cái môn mà toán lý hóa đâu. Nhưng tớ đã đi lấy cái đề bài của cái trường đại học đó về mình làm, tớ được 7 điểm. Tớ không cần nhiều ai, trong đúng 1 năm tớ bị trượt đại học thì tớ về tớ tự học lại.
thì tớ làm được. Thì em mới nhận ra rằng là không phải là em học dốt, mà đơn giản là em không thích học môn đấy rồi. Thì đó cũng chính là cái kinh nghiệm để sau này em kinh doanh. Không phải là em không làm được, chỉ có điều là em có cố gắng làm hay không. Thì đó cũng là một cái tư duy sau này em truyền đạt cho nhân viên của em. Bởi vì họ không phải là những người được học quá cao, họ cũng không quan trọng quá nhiều. Đa phần các nhân viên nhà em là các bạn rất là trẻ, các bạn từ 18 đến 21, các bạn ở dưới quê, gia đình rất khó khăn, và các bạn thì không có công ăn việc làm. Ở dưới quê để kiếm được một mức tiền như lương em đang trả cho các bạn thì rất là khó. Thì em luôn luôn nói các bạn rằng là ngày xưa khi chị vào Sài Gòn, không phải tự dưng chị trở thành người mẫu nổi tiếng được, chị cũng phải đi bưng bê như bọn em. Nhưng chị đã là những nhân viên ưu tú nhất trong vòng một tháng đầu tiên. Bởi vì trong lòng chị cần nhiều tiền hơn để trả tiền nhà. Đúng, em rất khác anh là vì trong lòng em luôn thôi thúc về tiền, nên em cố gắng làm một cách triệt để nhất. Ví dụ như người ta chạy 5 phút được 3 cái bàn, em phải 5 phút được 10 cái bàn. Bởi vì sao? Em muốn chứng minh cho người chủ thấy rằng là anh trả cho tôi mức lương đó xứng đáng. Và người chủ thấy rằng là à, đây là một nhân tố kiếm được rất nhiều tiền cho mình, thưởng con bé này cao, cất nhắc vị trí cho nó. Bởi vì khi cất nhắc vị trí có nghĩa rằng người ta đang trân trọng mình. Thì em luôn chia sẻ với nhân viên rằng là bọn em đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ có đi chạy bàn ở cái quán bún đậu này. Chị muốn bọn em học chị một điểm, cố gắng từng ngày. Và em không muốn là có những người thì nghĩ rằng là phải giữ được hết nhân viên đó. Nhưng em vì là người đã từng đi làm những công việc đó rồi, em lại mong muốn rằng là các bạn đấy có một chút chút về cái tư duy cố gắng như em. Thì rõ ràng khi con người càng cố gắng thì chúng ta sẽ càng thành công. Chứ nếu như mà xuất phát điểm 12 năm trước em vào Sài Gòn, em không bao giờ mơ em có ngày hôm nay. Đó là có một căn nhà để mình ở. Bởi vì 12 năm trước vào Sài Gòn là ba lô con dép để đi thuê. Và mình không biết là với mức lương đi làm người mẫu lúc đấy là 7 triệu với 9 triệu một tháng, thì đến bao giờ mình mua được một căn nhà anh? Không thể được. Với cả có những người mà đi làm công nhân viên chức, ví dụ như nhân viên của anh, giáo viên của anh, lương 10 triệu đi, chi trả bao nhiêu thứ thì đến bao giờ có được một căn nhà? Nhưng mà không phải là họ không làm được. Họ sẽ cố gắng bằng nhiều cách, làm thêm giờ, đưa ra những ý tưởng mới cho anh. Đâu phải anh cũng, anh là người chủ, đâu phải là lúc nào anh cũng đẻ ra các ý tưởng. Nhân viên của anh sẽ đưa cho anh những ý tưởng trên tiền đề của họ, cộng với sự suy nghĩ chín chắn hơn của anh có thể phát triển nó cao hơn. Thì những cái nhân tố đấy thì những người làm chủ như anh và em sẽ cảm thấy rằng là giữ họ và trân trọng họ, đúng không? Chúng ta sẽ cất nhắc họ. Thật ra là anh nghĩ làm chủ hay làm thuê nó không quan trọng, mà nó là cái hành trình em đi chinh phục những cái giới hạn của bản thân mình. Cho nên anh nghĩ cái câu chuyện quan trọng nhất là làm sao để các bạn có được cái tư duy giống như chị Trang đang nói nè, hay là cái tư duy mà chị Trang đang truyền đến cho các bạn nhân viên của chị Trang. Tức là phải làm sao mỗi ngày cố gắng và chinh phục được những cái khó khăn, những cái thử thách. Thì khi các bạn làm được chuyện đó thì các bạn muốn lên làm chủ cũng rất nhanh, mà bạn muốn làm thuê cao cấp cũng rất nhanh. Anh nghĩ không khó. Cũng giống như ở quán của Trang có một bạn nhân viên rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, là bạn đấy ở cái giới tính thứ ba, nhưng bạn ấy cực kỳ tự tin. Đó là điều Trang rất là thích. Và bạn đấy bảo là em có một đam mê là trở thành chuyên viên make up và làm tóc. Thì em không bao giờ rụng rào nước mắt, em nói luôn, em có biết để trở thành một chuyên viên make up em cần gì đầu tiên không? Em cần kéo tay? Không. Em cần một cái cốt trang điểm và bên trong toàn đồ xịn. Bởi vì make up đầu tiên muốn đẹp phải là đồ xịn. Em không có đồ xịn thì em sẽ không make up đẹp được. Em làm ở đây mục tiêu của em là gì? Nếu em kiếm từng đấy tiền thì chị khuyên em là nên tìm một công việc khác ít tiền hơn, ví dụ đi sách cốt cho một cái người chuyên viên nổi tiếng để học lỏm. Còn nếu như em xác định làm với chị thì chị khuyên em hãy biến sự tự tin và đáng yêu của em để cho tất cả khách hàng của chị đều biết em. Hãy biến Facebook của em thành một nơi mọi người thấy em vui vẻ. Để làm gì? Để sau này khi em tích góp mỗi tháng bỏ ra 1 triệu, em học được make up, thì em sẽ có tất cả khách hàng của chị. Database khách hàng của chị là cực kỳ rộng lớn. Tất cả mọi người, có những người ở những tỉnh xa xa xôi, nếu em làm make up, người ta book em làm cô dâu, làm sự kiện. Em phải sử dụng bàn đạp là chị, cái quán này có quá nhiều khách, thu hút mọi người về sự đáng yêu của em, và hàng ngày rèn rũa về kỹ năng make up. Để sau này khi em rời khỏi đây, mục tiêu 2 năm rời khỏi quán bún đậu này, em phải làm một make up. Em không có tiền mở tiệm thì em hãy đi make up giả, xách cốp đến nhà người ta làm. Rõ ràng kiếm thu nhập phải tốt hơn để làm một quán bún đậu. Thì đó là cái mà em luôn luôn mong muốn. Em nhìn nhận ở những cái nhân viên của mình, những người để định hướng cho họ. Em không giam cầm họ, em phải định hướng cho họ để xem họ có khả năng gì tốt để họ đi. Chứ không phải là mình thấy họ làm tốt quá, họ duyên quá, mình cứ giữ người ta cạnh mình. Như thế là một sự ích kỷ.
Em là người chủ nhưng vì em đã trải qua rất nhiều công việc làm thuê. Không phải em chỉ làm người mẫu, em cũng đi bưng bê phục vụ, em đi làm giúp việc vú em. Em cũng đi chở cà phê giao cho người ta. Em làm cả dán tường, em làm tất cả các công việc. Chỉ mục đích là tiền. Thì chỉ mong muốn rằng là tất cả các bạn trẻ hiện nay ấy, một số các bạn trẻ hay bị sống ảo tưởng viển vông về tiền và công việc. Các bạn phải nhìn nhận rất rõ. Và đừng bao giờ tự cao rằng là tao sẽ làm được điều đó, không phải. Phải nhìn rất rõ là tôi có thật sự làm được điều đó hay không. Và nếu như tôi chỉ làm được 50% thì tôi phải phấn đấu cỡ nào. Chứ không có một ai thành công mà đơn giản cả. Có những lúc quán chị dụng 5 nhân viên một lúc. Dụng 5 nhân viên là anh tưởng tượng một cái quán ăn mà dụng 5 nhân viên thì rất là mệt mỏi. Đúng. Nhưng em đã phải một mình em làm những công việc đấy cũng không thể xuể. Nhưng lúc đó cần làm gì? Cần động viên nhân viên còn lại cố gắng. Và bọn em đều hoàn thành. Và thay vào cái đó em luôn luôn ra cúi đầu xin lỗi khách vì ngày hôm nay bọn em làm việc sơ suất. Đấy là một cái thái độ tích cực của em. Em có nhiều điểm yếu nhưng em có những điểm tích cực là em nhìn rõ nhất bản thân mình. Đúng. Các bạn không biết mình đang ở đâu. Cái đó rất nguy hiểm. Và sẽ có cả hai thể loại luôn. Một thể loại là ảo tưởng sức mạnh. Thì cái đó anh nghĩ chị Trang đã nói đến rất nhiều. Các bạn mới ra trường, các bạn nghĩ là trong vòng 3 năm nữa tôi phải lên giám đốc, 3 năm nữa tôi phải là triệu phú này nào. Dĩ nhiên sẽ có một số ít, rất ít các bạn làm được. Xuất chúng rất ít. Xuất chúng rất ít sẽ làm được. Nhưng mà đại đa số thì các bạn sẽ bị vỡ mộng ở đâu đó. Và các bạn mất rất nhiều động lực rồi, mất rất nhiều tinh thần này nào. Nhưng lại có một cái nhóm khác. Tại vì anh cũng làm việc rất là nhiều với sinh viên từ tỉnh lên. Thì các bạn lại cho rằng mình không làm được. Đúng. Và anh nghĩ cái đó cũng đáng sợ không kém. Tại vì khi các bạn bắt đầu bước ra, chẳng hạn như lấy ngay ví dụ của quán chị Trang đi. Nếu một bạn nhân viên bước ra và nói là coi chị có thể làm được nhân viên của quán này và coi mãi mãi ở đây, thì làm sao bạn này phấn đấu để trở thành nhân viên tốt nhất của quán? Làm sao bạn này phấn đấu học thêm tiếng Anh để phục vụ thêm khách Tây chẳng hạn như vậy? Tại vì họ cảm thấy là họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Thì đấy, anh nghĩ quay trở lại đầu tiên đó, sinh viên của chúng ta đó, người trẻ của chúng ta, họ không biết được cái điểm của họ đang nằm ở đâu, họ không biết xuất phát điểm của mình là gì và họ rất là hoang mang. Và khi các bạn được vứt ra cuộc đời đó, các bạn không biết các bạn làm gì. Thì các bạn bị thiếu cái định hướng, các bạn bị thiếu cái tư duy. Nếu mà dùng một cái từ hoa mỹ thì là tư duy giải quyết vấn đề và là tìm hướng đi cho mình. Nhưng anh nghĩ tụ chung lại đó, cái mà lúc nào anh cũng khuyên các bạn á là để giải quyết được hai ngạch đầu dòng đó thì lúc nào anh cũng khuyên các bạn lại hai điều. Điều thứ nhất á, thôi được rồi, xuất phát điểm của mình ở đâu cũng là vậy thôi, luôn luôn phải cố gắng từ những thứ nhỏ nhất. Bạn xuất phát điểm rất cao, bạn cũng phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất và bạn phải cố gắng hết mình cho cái đó. Và xuất phát điểm rất thấp cũng vậy luôn, bạn cũng phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất và cố gắng làm những cái điều đơn giản nhất, tốt nhất thôi. Ok. Và cái hai á, nếu mà bạn không biết mình phải làm gì tiếp theo, ok, tương đối là xác định mình ở đâu rồi, bây giờ không biết làm gì tiếp theo, đi học hỏi từ những người đi trước. Không có gì tốt hơn là đi học hỏi từ những người đi trước hết. Thì bây giờ cái sự hạnh phúc của em trong kinh doanh làm chủ nó không đơn giản là tiền, bởi vì em cũng có nhiều việc kinh doanh khác. Nhưng mà cái nhỏ nhất em nhìn thấy những người nhân viên đó là em ngày xưa, của sự bỡ ngỡ, của sự vòng vo không biết làm gì. Em dành rất nhiều thời gian đêm hôm ngồi inbox cho các bạn là mày thích cái gì, mày muốn cái gì, mình muốn tìm hiểu họ. Đúng rồi. Để làm gì? Mình không thể là bà tiên, nhưng mình sẽ có thể giúp người ta nhìn thấy người ta có cái gì để người ta có thể đi theo. Cũng giống như anh là giáo viên thôi. Anh trong lớp học của anh cũng có bao nhiêu sinh viên như vậy. Anh là người đã có nhiều kinh nghiệm thì anh phát hiện ra người ta có kỹ năng gì. Đúng. Anh đôi khi người ta vào học ngành A của anh, nhưng rõ ràng anh nhìn thấy là chưa chắc cậu này học ngành A đã tốt. Anh có những buổi nói chuyện, yeah, bẻ lái và định hướng họ sang cái ngành mà phù hợp thật với khả năng của họ. Đấy chính là cái mà em đang cảm thấy vui nhất trong cuộc sống bây giờ. Có những ngày lễ, ví dụ như hôm qua là ngày lễ quán cực đông, thì tối hôm kia mình đã nói lên viên chứ, thôi nha, ngày mai là vô Hùng sẽ chỉ đạo mọi người đến ăn đủ đông đó, sẽ rất đông. Thì nếu như nhân viên, thôi chết rồi, mai gãy chân rồi, nhưng mà Trang mà thu được hết tiền. Nếu nhân viên tư duy vậy thì ngày mai họ sẽ làm việc rất là nặng nề. Nhưng nếu như họ nghĩ rằng mai đông khách, fan chị Trang đến đông lắm, mình phục vụ vui, kiểu gì là chị Trang chị cũng thưởng nóng ngày đó. Đúng. Hoặc là chị ý, hoặc là khách người ta sẽ tiếp nhiều, mình lại có tiền cà phê xem phim. Chính xác. Mình luôn nói nhân viên rằng là khi bọn em nở một nụ cười thì dù bọn em có bê mâm chậm, người ta cũng cảm thấy dễ chịu. Mặt cứ khó 5 năm người ta lại chỉ muốn cho một cái đấm vào mặt thôi. Đúng. Mà dù em có bê cái mâm thật nhanh mà em khó 5 năm ta cũng không vui nha. Tại vì có rất nhiều khách phản hồi là nhân viên nhà chị làm thì nhanh nhưng mà cái mặt không bao giờ cười. Là hầu như luôn luôn phải họp, có thể cười được không? Nếu như em không thể cười được thì chị xin mời em lui cung vào lãnh cung rửa bát rửa ly.
để cho những cái người khác ra cười. Đúng. Thì mình đã tự xử lý khi khách hàng người ta khó chịu. Chờ em xíu nha chị. Tình yêu chờ một chút xíu thôi. Ra liền. Là chờ liền. Là tự dưng chờ 15 phút. Thôi thì giờ đi vào trong đi. Thì tự dưng cái cơn thịnh nộ của họ vì họ đang nói. Họ phải chờ quá lâu vì quá đông họ dịu lắm. Thì mình luôn nói nhân viên là gì? Nếu như bọn em phục vụ tốt, ngày hôm nay họ ấn tượng về một chàng chạy bàn tốt, thì đôi khi là 3 năm sau em có một cái kỹ năng khác, em đi xin việc lại đúng cái người đó tuyển em. Ấn tượng người ta đã tốt thì dù em những cái chuyên môn chưa tốt lắm, người ta sẽ vẫn chọn em. Như vậy là... Còn có những người chuyên môn cực tốt, những cái gật mặt khó đăm đăm bước vào người ta đã không thích rồi, thì người ta không chọn. Những cái người mà tuyển nhân sự, anh công nhận anh là người tuyển nhiều nhân sự hơn em. Là anh sẽ nhìn cái mặt, gương mặt thoải mái. Một cái cô giáo mà gương mặt mà khó đăm đăm, mình cũng không vui rồi. Mẹ bị đưa học sinh đến cũng không thấy vui rồi. Có phải vui vẻ thì chưa cần biết kỹ năng cô sao. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh Hiếu và chị Trang ngày hôm nay đã chọn lựa đến với quán cà phê cuối tuần của anh Khang và Phụng Yến. Cũng như là cảm ơn quý vị khán giả đã chọn lựa cùng dõi theo bốn người chúng tôi trong cuộc hành trình đi tìm cái gọi là định nghĩa người đi làm hạnh phúc. Và xin chúc cho tất cả chúng ta, cho dù làm ở bất kỳ một vị trí nào, cho dù bất kỳ công việc nào, vẫn luôn cảm thấy thỏa mãn với đam mê và hạnh phúc với những gì mình làm được. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hiếu và chị Trang đã đến với chương trình Cà phê cuối tuần ngày hôm nay của anh Khang và Phụng Yến. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Trang. Cảm ơn các bạn, cảm ơn khán giả. Em ơi, cho một ly cà phê nguyên chất nhé. Cô ơi, cho con hai ly cà phê nguyên chất nha. Bố ơi, nhà mình còn ca coffee không ạ? Có đây con. Ca coffee, cà phê nguyên chất 100%. Sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh. Quý khán giả thân mến, bình quân vào năm 2015 thì mỗi người Việt Nam chúng ta đọc chưa đến 3 quyển sách trong một năm. Và con số này thực ra là thấp hơn nhiều so với những nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là trên thế giới. Cụ thể hơn thì tỷ lệ người thỉnh thoảng mới đọc sách là 44%, còn những người hoàn toàn không đọc sách thì chiếm tỷ lệ là 26%. Và không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại phải quan tâm đến tỷ lệ đọc sách đâu thưa quý vị. Bởi vì thật sự việc đọc rất quan trọng. Nó là cách để chúng ta hiểu biết hơn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Cũng như vị triết gia nổi tiếng người Pháp Descartes đã nói, đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với những bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. Và nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng việc đọc sách rất quan trọng, cũng như là tỷ lệ người đọc sách ở Việt Nam còn khá là thấp. Nhưng mà quý vị và các bạn thì cũng đừng vội quá bi quan, bởi vì trên thực tế thì trong những năm gần đây thì chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của một mô hình mà ekip thực hiện chương trình muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, đó là mô hình cà phê sách. Và chính nhờ cà phê sách mà việc đọc sách trở nên thư thái, thoải mái hơn và có chút lãng mạn nữa. Và trong chương trình cà phê cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ nói về cà phê, không chỉ nói về vị đắng, mùi thơm của cà phê, mà chúng ta sẽ còn có chút mùi vị của những trang sách. Quán cà phê thông thường thì điều quan trọng là cà phê phải ngon, nhưng với cà phê sách, ngoài cà phê ngon, chúng ta còn cần có sách hay nữa. Những trang sách ý nghĩa bên cạnh những ly cà phê tràn đầy năng lượng, thật là một sự kết hợp giàu cảm hứng. Mỗi quán cà phê sách sẽ có sự đa dạng về đầu sách khác nhau. Có những nơi bạn sẽ tìm thấy cho mình những quyển sách về phát triển bản thân, về những bí quyết trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông. Cũng có những nơi mà khi đến, bạn sẽ chìm đắm trong thế giới của những quyển truyện, tiểu thuyết cả trong nước và nước ngoài. À,
thì mình cảm thấy cái ý tưởng cà phê shop này nó rất là hay. Thì nó tạo cho những các bạn sinh viên và những cái anh chị mà làm việc văn phòng có một cái không gian để mà đến đây học tập, làm việc hoặc là nghỉ ngơi, thư giãn. Cách đây vài năm thì chủ quán của mình đam mê về business, về marketing thì tìm mua những cái loại sách, nhưng mà lúc đó ở Việt Nam thì không có nhiều. Thì phải đa phần sách tiếng Anh mình phải mua từ nước ngoài về. Cho nên từ đó thì chủ quán có ý tưởng là mình là tạo một cái không gian để cho các bạn đến đây và có một cái nguồn tài liệu để tham khảo. Thường thì những cái đầu sách trong đây là do chị chủ, chị đi nước ngoài thì chị tự, cái quá trình chị làm việc thì chị tuyển ra những đầu sách hoặc là nhờ người quen mua từ nước ngoài mang về. Ở những nơi cà phê sách thì nó có rất nhiều quyển sách khác nhau để mình lựa chọn, mà ở ngoài công viên thì có thể những khách đi ngang qua này nọ thì có thể gây ra tiếng ồn thì mình không thể nào tập trung được. Có nhà thì mình lười, nên mình tới cà phê sách thì mình sẽ dễ dàng hòa nhập với mọi người đọc sách hơn. Một quán cà phê sách lý tưởng thì thường được đặt ở những không gian yên tĩnh, những khu gần trường học hay là ở những con hẻm nhỏ để có thể thu hút được nhiều bạn trẻ, nhiều bạn học sinh sinh viên. Và có thể nói sự kết hợp của cà phê và sách đã tạo nên một không gian rất là đặc biệt cho những ai yêu quý sách và muốn thả hồn vào những trang sách. Và tôi không biết rằng là bạn sẽ thường chọn không gian để mà nghiền ngẫm những quyển sách của mình ở đâu, nhưng mà nếu có dịp thì hãy ghé đến một quán cà phê sách, vừa nhâm nhi một ly cà phê và vừa thưởng thức những trang sách của mình. Chúng tôi tin rằng đó sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Em ơi, cho một ly cà phê nguyên chất nhé. Cô ơi, cho con hai ly cà phê nguyên chất nha. Bố ơi, nhà mình còn ca coffee không ạ? Có đây con. Ca coffee, cà phê nguyên chất 100%, sản phẩm của công ty cổ phần Phúc Sinh.